Đây, chúng ta sẽ chiên cho nó vàng hai bên như thế này các bạn nhé. Đấy, như vàng vàng như mặt ở này là được rồi các bạn này. Mình sẽ cho mặt thứ hai cho nó vàng thêm một tí nữa nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và bỏ ra đĩa nè. Và như vậy thì mình đã có món bánh xôi nướng rồi, bánh xôi rán rồi các bạn. Đây nhá, bởi vì do mình xúc cho mình không biết các bạn nhá. Đấy, đây là món bánh xôi rán các bạn này. Đấy, cái này rất là giòn, vừa chúng ta ăn vào trời mưa như thế này mà ăn cái món bánh này cũng rất là ngon các bạn nha. Thì các bạn hãy thử làm cái món bánh xôi rán như thế này thì cho gia đình mình ăn nhé. Thay vì mà chúng ta hấp thì chúng ta hãy làm món bánh xôi rán như thế này các bạn nha. Rồi và video của mình đến đây cũng là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhé. Hello, chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm một món pizza từ cơm nguội các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một ít cơm nguội để hôm nay mình sẽ làm món bánh pizza từ cơm nguội nhé. Thì ở thời tiết Nghệ An mình rất là lạnh thì các bạn có thể triển khai món này tại nhà để chúng ta có thể ăn các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm món bánh pizza từ cơm nguội các bạn nha. Rất là lạnh các bạn. Đây các bạn này. Nguyên liệu hôm nay mình gồm có như thế này nhá. Ở đây mình sử dụng một ít quả chua này, ít xúc xích này, trứng này, cà rốt này và cơm nguội các bạn nha. Đây là cơm nguội thì hôm nay mình sẽ làm bánh nhá. Bây giờ đổ vào trứng gà thì mình sẽ đập đi. Gà này, cà chua và hành xúc xích, cà rốt thì mình thái ra các bạn nha. Mình sẽ thái một ít hành này. Các phần trong này là đủ các bạn này. Rồi, xúc xích. Rồi ok, mình sử dụng từng này xúc xích các bạn nha. Tiếp tục là cà chua các bạn.
cà rốt này. Rốt thì các bạn phải gọt cái phần vỏ đi nhé. Rồi. Bây giờ thì bên này mình sẽ bắt bếp các bạn. Mình cho dầu vào nhé. Mình sẽ đánh cái phần trứng này. Cái trứng này chúng ta đánh đều các bạn. Cho cái phần con nguội